Sportbike kiểu gì mà lại chỉ có hai máy, âm thanh thì chán nèo, giá bán lại hơn 200 triệu. Xe nhìn tổng thể thì chả khác gì R15, và tôi là tôi không mua, tôi mua xe này, xe kia, chứ mua Yamaha R7 làm gì. Đó là một số bình luận mà mọi người sẽ rất dễ bắt gặp trong các video về R7. Video hôm nay, mọi người hãy cùng mình phân tích chi tiết về chiếc xe này, những ưu điểm và hạn chế của chiếc xe này là gì. Mình sẽ đưa ra quan điểm cá nhân của mình, của các bạn nghĩ sao về R7? Quan điểm cá nhân của mình về một chiếc xe nào đó có thể đúng với mình, nhưng chưa chắc đúng với các bạn. Rất mong nhận được ý kiến từ mọi người. Hãy đưa ra quan điểm của các bạn ở phần bình luận, chúng ta sẽ cùng nhau tranh luận một cách tích cực. Tại thời điểm mình làm video này vào tháng 8 năm 2024, mình cập nhật được giá bán của Yamaha R7 đã được giảm còn 239 triệu, chưa gồm phí ra biển số. Trong tầm giá này, đối thủ của R7 có vài mẫu xe như Honda CBR650R, Kawasaki Ninja ZX4R và Triumph Daytona 660. Trước khi bắt đầu phân tích chi tiết về R7, hãy cùng nhau dành ra 30 giây để xem một vòng xung quanh của xe. 30 giây xin được bắt đầu. Đánh giá tổng thể ngoại hình của R7, theo mình là đẹp, đậm chất thể thao. Giá giá một chiếc xe thuần sport với ghi đông được đặt thấp, xe được thừa hưởng nhiều thiết kế từ dòng R series đã rất nổi tiếng của nhà Yamaha. Phần đầu xe được thiết kế tối ưu hóa khí động học và thon gọn. Bề ngang của xe cũng được thiết kế thon gọn. Rõ ràng về mặt tối ưu hóa khí động học thì phần đầu xe của R7 đã hoàn thành tốt điều đó, nhưng lại khiến xe nhìn chưa được hầm hố. Nếu nhìn trực diện từ phía trước của xe thì theo mình xe hơi nhỏ so với các xe khác trong cùng phân khúc. Biết đâu trong tương lai gần, Yamaha sẽ thay đổi phần đầu đèn trông hầm hố hơn và có thể có thêm cánh gió giúp tăng độ ngầu. Hãy cùng chờ những phiên bản tiếp theo của R7 xem sao. Rất may mắn là R7 đã được Yamaha trang bị phục trước là dạng phục upside down của KIB, có thể tùy chỉnh được, chứ không giống với chiếc xe Liquid Bike MT07 vẫn sử dụng phục ống lồng. Xe cũng được trang bị phanh trước là dạng phanh đĩa đôi, sử dụng cùng phanh của Brembo giúp tăng hiệu quả khi phanh. Điều này là rất cần thiết với một chiếc xe sport bike thường được sử dụng để chạy tốc độ cao. Như mình đã trải nghiệm thực tế và cũng đã hỏi trực tiếp một số anh em đang sở hữu R7 thì mọi người đều đánh giá dàn chân trước của R7 chắc chắn đủ dùng, đáp ứng khá tốt khi chạy tốc độ cao. Nếu có điều kiện, mọi người có thể nâng cấp thêm hoặc để nguyên zin thì vẫn ổn. Tổng thể phần bình xăng, ghi đông xe và đồng hồ điều khiển là phần theo mình được rất nhiều anh em quan tâm, vì đây là phần chúng ta sẽ tiếp xúc và sử dụng rất nhiều. Bình xăng của xe theo mình là đẹp, gọn gàng, phù hợp với tổng thể xe với dung tích là 13 lít. Như hãng có chia sẻ thì mức tiêu hao nhiên liệu vào khoảng 4,35 lít cho 100 km. Nếu thực tế như vậy thì đây là một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu. Ghi đông được đặt thấp giúp tư thế lái thuần sport hơn, tạo cho người lái cảm xúc phấn khích khi cầm lái và việc ôm cua cũng tự tin hơn. Nhưng đồng nghĩa với việc đó là việc chạy xe sẽ mỏi hơn. Nếu bạn đã quen thuộc với dòng xe sport thì không có vấn đề gì. Còn ai mới chơi thì chắc chắn cần phải tập làm quen dần dần và tất nhiên cũng phải có sức khỏe tốt. Mình đã chứng kiến một số anh em phải sớm bán dòng xe thuần sport vì có vấn đề về lưng. Chạy mấy chục cây số là bị đau, bị nhức. Vì vậy, dù có rất yêu quý dòng xe thuần sport thì các bạn cũng nên nghiên cứu thật kỹ xem có phù hợp với nhu cầu sử dụng và sức khỏe của bản thân hay không rồi hãng đưa ra quyết định. Ghi đông của R7 mình thấy chưa đẹp. Một số anh em có chia sẻ thêm với mình rằng phần nước sơn ở ghi đông dễ bị bong chóc sau một thời gian sử dụng. Có vẻ gần giống với tình trạng trên những dòng R15 và R3. Không biết xe của các bạn có bị như vậy không? Bạn nào đang sử dụng R7 chia sẻ cho mọi người cùng biết. Đồng hồ điều khiển được trang bị màn hình LCD nhưng mình thấy là chưa được đẹp và chưa đủ sắc nét, hiển thị không nhiều thông tin. Rất mong Yamaha sẽ sớm nâng cấp phần này. Dây côn và dây phanh có lẽ là phần mình không ưng ý nhất trên R7. Thiết kế không gọn gàng, bị rối mắt, chắn mất một phần của đồng hồ, khiến cho tổng thể khu vực này nhìn không được đẹp. Nếu mang phần này ra so sánh với chiếc Kawasaki ZX4R thì mình nghĩ anh em nào cũng đánh giá phần này của ZX4R gọn gàng hơn và đẹp hơn hẳn của R7. Yên xe được thiết kế yên 2 tầng, đặc biệt là yên sau trông rất thể thao. Đuôi xe được vuốt nhọn đẹp mắt. Tổng thể phần đuôi này Yamaha làm rất tốt. Nhiều anh em mua xe về sẽ cắt bỏ bát biển số và độ thêm yên solo để lộ ra quả lốp to bản nhìn từ phía sau, trông xe hầm hố. Tổng thể phần đuôi xe này theo mình là điểm cộng lớn cho R7. Có lẽ đây là phần đuôi xe đẹp nhất trong phân khúc Sportbike tầm trung. Phân tích sâu về chiều cao yên xe của R7 để xem xe sẽ phù hợp với những ai. Chiếc xe này với chiều cao yên xe là 835mm, rõ ràng là cao so với thể trạng của đa số người Việt. Lý tưởng theo mình là sẽ phù hợp với các anh em có chiều cao tầm 1m7 trở lên,
thì sẽ chống chân dễ dàng và tự tin. Còn thực tế đã chứng minh có nhiều anh em chỉ tầm 1m6 đến 1m65 nhưng vẫn chạy những chiếc xe cao như này thoải mái. Chỉ cần các anh em chịu khó tập luyện, có kỹ năng lái xe tốt và sự đam mê đủ lớn với dòng xe này. Một bộ phận trên chiếc R7 này đã khiến không ít anh em tranh luận. Có anh em đánh giá không có vấn đề gì hết, có anh em lại hơi băn khoăn lo lắng, đó là phần phục sau của R7 được gắn trực tiếp trên nóc máy chứ không phải gắn vào khung sườn xe. Theo ý kiến của cá nhân mình thì phần phục sau của R7 được sử dụng chung với MT07. Mọi người đều biết MT07 thuộc top xe bán chạy của Yamaha ở châu Âu tầm 10 năm qua. MT07 lại rất có tiếng về việc bốc đầu. Mọi người tìm trên YouTube sẽ thấy các video bên nước ngoài họ chạy bốc đầu MT07 rất nhiều. Chạy như vậy thì không khác gì là phá xe, nhưng chưa hề có vấn đề hỏng hóc gì liên quan đến phục sau của MT07. Nếu mà phục sau bắt vào lốc máy khi phần máy của MT07 có vấn đề thì chắc chắn đã có nhiều video phốt trên mạng. Có thể về phần hình thức thì nhìn chưa ổn, nhưng theo mình về độ an toàn thì không cần bận tâm nhiều, càng không phải lo lắng gì. Đó là quan điểm của cá nhân mình. Còn các bạn thì các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Mọi người hãy cùng mình nghe tiếng bozin của R7 và tiếng mô độ với cable Yoshimura AT2 Full System. Nếu có thể, hãy đeo tai nghe để cảm nhận chân thật nhất. Và như mình thấy, đa phần các xe phân khối lớn với động cơ 2 xi lanh khi thu âm chỉ giống được tầm 80% so với thực tế. Ở ngoài nghe sẽ lực hơn và hay hơn. Đầu tiên là bozin. Bây giờ là Yoshimura AT2 Full System. Mọi người cảm nhận sao về tiếng bô của R7? Bạn thích hay không thích? Hãy cùng đưa ra ý kiến ở phần bình luận. Yamaha R7 sử dụng động cơ Cosplan 2 xi lanh, dung tích 689cc, tạo ra công suất cực đại đạt 73,4 mã lực tại 8.750 vòng trên phút, moment cực đại đạt 67 Nm tại 6.500 vòng trên phút. Trọng lượng ướt của xe chỉ 188kg. Nghe qua thông số này thì mọi người cũng đoán được, đây là chiếc xe sẽ tạo ra cảm giác lái đầy phấn khích ngay ở vòng tua thấp và vừa. Khả năng đề ba và tăng tốc của R7 thì khỏi cần phải bàn. Mình đã được trải nghiệm thực tế mẫu xe này nhiều lần và thấy đúng như vậy. Nhưng với một chiếc xe sport thì có lẽ nhiều anh em sẽ cần đến khả năng đâm hậu của xe phải thật mạnh, tạo cảm giác lái phấn khích ở tốc độ cao. Mặc dù R7 đã được tinh chỉnh tỷ số truyền ở các cấp số 5 và số 6, cùng với việc xe được thiết kế khí động học tốt để giúp xe đạt tốc độ cao, đáp ứng được nhu cầu của nhiều anh em thích tốc độ, nhưng như mình đã trải nghiệm thì chiếc xe rất nhanh chóng đạt tốc độ tầm 150 đến 160 km/h. Nhưng khoảng tốc độ về sau nữa thì khó mà tăng tốc tốt bằng những chiếc xe sport có 4 xi lanh được. Động cơ Cosplan CB2 này tạo ra tiếng bô lỗ rất đặc trưng, khá uy lực, giống được tầm 70% so với động cơ V-twin. Những anh em nào thích thì sẽ rất thích. Nhưng đa phần các anh em chơi xe sport ở Việt Nam lại thích tiếng bô hú của động cơ 4 xi lanh hơn. Theo mình, chính vì lý do động cơ 2 xi lanh của R7 này sẽ khiến cho R7 khó trở thành chiếc xe thuộc top đầu trong phân khúc tại thị trường Việt Nam được. Tuy nhiên, chiếc R7 sẽ có một tệp khách hàng riêng. Hãy để thời gian trả lời cho điều này, xem những phán đoán của mình là đúng hay sai. Về mặt công nghệ thì Yamaha R7 không được trang bị nhiều, nói thẳng ra là ít, gần như là một chiếc xe nguyên bản. Xe được trang bị hệ thống phanh ABS cả phanh trước và sau. Xe có bộ ly hợp chống trượt Acid and Slipper Clutch giúp giảm tình trạng bị trượt bánh sau khi dồn số gấp và thao tác bóp côn cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra thì xe không còn công nghệ gì nữa. Quick Shifter không được trang bị sẵn mà mọi người phải bỏ thêm tiền nếu muốn gắn. Xe cũng không có chế độ lái, cũng không kết nối được với điện thoại. Nhiều người cho rằng xe ít công nghệ cũng có cái hay riêng. Xe sẽ ít hỏng vặt hơn, chăm sóc bảo dưỡng cũng dễ dàng hơn. Chỉ cần kỹ năng lái xe tốt, chủ động khi lái xe thì việc ít công nghệ cũng không thành vấn đề. Nhưng theo mình, với mức giá hiện tại là 239 triệu là hơi cao cho một chiếc xe khiêm tốn về mặt công nghệ như vậy. Dẫu biết rằng Yamaha rất mạnh ở thị trường Việt Nam về mảng sport bike. Tuy nhiên, với một thị trường với đa số người chơi phân khối lớn trụ xe 4 máy hơn, muốn xe có trang bị nhiều công nghệ hơn thì Yamaha nên cân nhắc sớm có giá bán tốt hơn cho R7, thì theo mình chắc chắn sẽ có không ít anh em xuống tiền mua R7. Tổng kết lại về Yamaha R7, theo mình đây là một chiếc xe sport đẹp, thể thao, tư thế lái thuần sport, sẽ giúp tăng độ phấn khích cho người lái và giúp việc ôm cua tự tin hơn. Tổng thể xe hơi nhỏ, đặc biệt là phần đầu đèn, có thể về mặt khí động học sẽ tốt, xe sẽ nhẹ nhàng, đánh lái linh hoạt, nhưng tổng quan thì nhìn xe chưa được hầm hố. Động cơ 2 xi lanh Cosplan sẽ là thứ gây ra nhiều tranh cãi, sẽ có một tệp khách hàng riêng yêu thích động cơ này, nhưng theo mình phần đông anh em sẽ thấy động cơ này chưa đủ thuyết phục. Công nghệ trên xe không được trang bị nhiều, giá bán hiện tại chưa đủ hấp dẫn, có lẽ đây cũng là những lý do khiến cho R7 tại thị trường Việt Nam chưa bán được nhiều.
Mọi người hãy cùng chờ xem hãng Yamaha sẽ có những động thái gì giúp đẩy mạnh R7 tại Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Đừng quên sub kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo.